Nếu mà về quê mà đường làng hoặc đường đê có nhiều các cái cột barrier như này thì anh em sẽ lái xe như thế nào? Chiếc xe này khá là to. Quê nhà rộng hơn là thành phố, nhà thành phố những nhà nhiều tiền hơn. Vừa rồi Google Maps có dẫn tôi đi một cái đoạn đường 30 km, đó là một bờ đê sông Nhuệ với khoảng hơn chục cái barrier chắn đường như thế này. Rất nhiều xe mới khi đi vào đã phải quay đầu lại, nhưng mà cái chiếc xe của tôi đã trang bị bộ camera 360 độ overview 3,5D cho nên rất rất là dễ dàng và chính xác để vượt qua, không cần phải xi nhan gì cả, đi rất tự tin. Một lượt là ăn ngay, chính xác đến từng cm. Anh em xem này, phải nói rất là dễ dàng và tự tin luôn. Với cái khoảng cách nó chính xác đến từng cm đấy, rất dễ dàng, chỉ cần nhìn màn hình thôi và hình ảnh nó rất là sắc nét.